Đúng, chị hàng xóm nhà mình sáng nay chạy sang nhà, em ơi em, cho chị mượn 500k, cho mượn luôn. Mà em không có tiền mặt đâu chị ạ, em chỉ tiêu tài khoản thôi, em gửi chuyển khoản cho chị được không ạ? Ừ, chị cảm ơn em nhé. Người ta cần tiền lắm các bạn ạ, 500k cảm thấy cuộc đời nó rất là những lúc khó khăn 500 cũng rất là to. Nên là ở cuộc sống này thì rất là nhiều người còn khó khăn, còn vất vả. Ngay hàng xóm như mình nhỉ. Bởi vì mình là người miền Bắc nha, chứ mình không phải là người gốc ở trong Sài Gòn đâu. Nhưng mà mình sống thì hàng xóm láng giềng xung quanh ai người ta cũng yêu quý. Không phải người ta cứ mượn được tiền của mình là người ta quý mình đâu. Cách sống của mình cứ ok là người ta quý thôi. Không biết sân si với đời bao giờ hết. Cuộc sống của ai mà kệ, không quan tâm. Đấy. Xe ôm người ta cũng phải đi làm để kiếm tiền, cứ cho người ta đỗ nhờ trước cửa, kệ, kín luôn cả cửa cũng được. Mình cứ có người đứng ở cửa nhà mình đông là mình vui rồi. Nên là cuộc sống vất vả lắm các em ạ. Nhiều người còn vất vả khó khăn lắm. Mỗi một lần supply xong rất là mệt. Rất là mệt vì ông TikTok. Xin chào 16 người đang xem, chào tất cả mọi người. Kênh của mình là Tuyển Phi Công, dành cho những em thích lái máy bay thôi nhá. Bây giờ là có phải nói rõ ràng quan điểm. Không có các anh vào, các anh này lại nói ti tí mệt nên là mệt lắm. Dành cho những em nào thích lái máy bay. Thích lái máy bay thì các bạn ứng tuyển chiều cao cân nặng. Yêu cầu phi công cao 1m70 đổ lên, nặng 66kg, có bằng lái xe ô tô. Tôi nhìn hoài mà không đọc được á, chữ này á. Chữ này là gia đình là nơi bắt đầu, tình yêu không bao giờ kết thúc. Hello bà chị, ok chị chào em Tuyển nhé. Xin chào 74 người đang xem, chào tất cả mọi người. Chúc cả nhà mình có một buổi chiều thật là an lành, may mắn và hạnh phúc. Kênh của mình là Tuyển Phi Công, dành cho những em thích lái máy bay thôi nhá. Còn những anh có vợ, các em có gia đình rồi, hoặc các anh các chị mà vào gọi là lướt lướt qua mà gặp kênh của mình thì chúng ta nói chuyện vui vẻ, thoải mái, hoan hỉ, không tô xích, không chửi bới lẫn nhau. Dành cho những bạn nào thích lái máy bay thôi. À, test như em mà chị không tuyển nhá. Bạn Kiến Trúc nhá, không tuyển em. Riêng những người như thế là chị không có tuyển. Đấy, ở đây là đúng rồi, gia đình là nơi bắt đầu, phải có gia đình, nhưng tình yêu thì cũng sẽ không bao giờ có kết thúc. Tuyển cho chị thì phải lái chị rồi. Thứ nhất là phi công có bằng lái B2, lái xe ô tô mình sẽ trả lương tài xế 30 triệu một tháng, lương tài xế cộng 10 triệu tiền thưởng, 40 triệu trên một tháng. Phi công cao 1m70 đổ lên, nặng 66kg, có bằng lái xe ô tô. Bạn nào trúng tuyển xách vali đến với chủ phòng, nhà mình ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Mình tìm những bạn phi công thứ nhất là có chung sự đồng cảm với chủ phòng. Đấy, hoàn cảnh của chủ phòng thì là mẹ đơn thân rồi. Anh chồng anh ấy mất 11 năm, được 11 năm 3 tháng rồi. Bây giờ mình tìm một bạn về có thể là đảm nhiệm cái công việc giúp cho mình. Bởi vì nhà mình buôn bán kinh doanh, chuyên sản xuất áo dài lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Sẽ quản lý cho mình 3 cửa hàng lụa Vạn Phúc. Phi công phải biết tính toán nhá, gọi là cộng trừ nhân chia, biết đếm tiền, gọi là bây giờ đếm tiền là phải biết con số, vào sổ sách là phải biết ghi con số. Mưa thì biết chạy vào nhà thì mình tuyển nhá. Có chung sự đồng cảm và có sự chân thành với chủ phòng thì mình tuyển, còn không thì là cũng không tuyển được. Bạn nào muốn đăng ký ứng tuyển thì đăng ký chiều cao cân nặng, comment vào video gần nhất của mình chiều cao cân nặng của các bạn. Sao không được thưởng em? Một tháng thưởng 10 triệu rồi còn gì. Kể cả em lên lái xe có 5 lần thôi, em chỉ nhảy đến ô tô một tháng, em rửa xe cho chị 5 lần, đánh ô tô đi rửa thôi, em cũng đã được hưởng lương thưởng rồi. Chả cần phải là làm đưa đón chủ phòng nhiều đâu. Bởi vì mình ở Sài Gòn nhá,
Bây giờ tìm phi công là những bạn phi công có thể làm ở ngoài Hà Nội cho mình đó nhở. Còn ở Sài Gòn thì mình đang sinh sống tại quận 5. Bạn nào muốn đăng ký ứng tuyển thì cứ chiều cao cân nặng. Mình xem kênh của các bạn mà thấy ok là mình sẽ inbox cho các bạn. Phải có bằng chứ, nhà chị lái xe ô tô, giờ phi công mà lại nhảy lên xe lại ngồi ghế phụ sau phụ nữ thì thôi hỏng rồi. Lại để cho chủ phòng lái xe thì các bạn chỉ có ngồi ngồi mát thế thì mệt lắm. Đàn ông là phải biết lái xe em nhá. Gọi là